Smalling nói ở Italia tôi chơi hay hơn trước. Trung vệ người Anh tự tin với phong độ đang thể hiện ở Italia. Anh hoàn toàn có thể được triệu tập lên đội tuyển Anh tham dự Euro 2020. Tôi cảm thấy mình hợp với phong cách chơi bóng, chiến thuật và cách kiểm soát trận đấu ở Italia. Tôi đã chơi hay hơn trước. Tôi cảm thấy mình đang được học hỏi và tiến bộ, Smalling chia sẻ với BBC. Smalling chuyển tới AS Roma chơi bóng theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ MU. Cầu thủ người Anh chơi lên chân tại Italia, ra sân 25 trận từ đầu mùa và là chất trận không thể thiếu ở hàng hậu vệ. Phong độ cao của Smalling đã khiến AS Roma ngỏ ý mua lại trung vệ này từ MU. Về việc chuyển hẳn tới Italia chơi bóng, Smalling hào hứng nói: kế hoạch ban đầu của tôi là chơi tốt ở mùa giải cho mượn này. Hy vọng đến cuối mùa, chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tôi sẽ quyết định xem ở lại hay không. Tôi hạnh phúc với nửa mùa giải đầu tiên với AS Roma. Chúng tôi cần đảm bảo rằng mình sẽ chơi thật tốt trong nửa mùa còn lại. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều để chiến đấu. Với phong độ ấn tượng, Smalling tin rằng anh sẽ có cơ hội góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh tham dự Euro 2020. Năm nay 30 tuổi, Chris Smalling đã có 31 lần khoác áo tâm sư. Đã nhiều năm không được lên tuyển, nhưng tôi vẫn giữ nguyên khát khao ấy. Tôi biết các trợ lý của Gareth Southgate đã xem vài trận đấu của tôi. Tôi phải chơi cho một đội bóng lớn thì mới được họ để mắt tới, Smalling nói trên BBC. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, những gì tôi cần phải làm là tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên tôi cũng muốn được tham dự Euro, Smalling kết luận. Benzema được Real Madrid tưởng thưởng. Tiền đạo người Pháp vừa được ban lãnh đạo đội chủ sân Santiago Bernabeu gia hạn hợp đồng tới năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Benzema. Từ khi Ronaldo rời Real Madrid để tới Juventus vào mùa hè 2018, Benzema trở thành cựu săn bàn hàng đầu của câu lạc bộ. Năm ngoái anh đã ghi được 30 bàn thắng. Mùa này cựu sao của Lyon đã có 18 pha lập công. Thống kê cho thấy Benzema chơi tốt thế nào. Sau những gì đã thể hiện, ban lãnh đạo Lopakot đã quyết định tưởng thưởng cho số 9 người Pháp. PES cho rằng đây chưa phải là bản hợp đồng cuối cùng giữa Benzema và Real Madrid. Nếu mũi nhọn này chấp nhận dự bị trong vài năm tới, anh có thể tiếp tục được câu lạc bộ giữ lại. Hiệu lực ràng buộc cũ của Benzema với kỷ nguyên trắng sẽ hết hạn vào năm 2021. Hè này Real có thể đưa ra thông báo chính thức về việc giữ chân trung phong 32 tuổi. Benzema đã gắn bó với Real Madrid từ năm 2009, ghi được 240 bàn thắng sau 497 trận. Lúc Ronaldo có khoác áo câu lạc bộ, sân khấu chính thường xuyên thuộc về siêu sao người Bồ Đào Nha. Chỉ tới khi CR7 rời đi, đó mới là thời điểm của Benzema, người đã tận dụng tốt thời cơ để khẳng định giá trị. Trong khi Benzema được gia hạn hợp đồng, thì Sergio Ramos và Luka Modric vẫn chưa được câu lạc bộ tái hoài. Ramos không muốn gia hạn từng năm một, điều này khiến tiến trình đàm phán giữa hai bên gặp vô vàn khó khăn. Ramos có thể rời Real Madrid để đến Trung Quốc. Những mâu thuẫn trong việc thương thảo hợp đồng mới giữa cầu thủ và câu lạc bộ có thể khiến Sergio Ramos rời Real Madrid trong thời gian tới. AS tiết lộ tình hình đàm phán hợp đồng mới giữa Real Madrid và trung vệ Ramos đang rơi vào ngõ cụt. Có quá nhiều bất đồng xảy ra giữa đôi bên. Hợp đồng hiện tại của Ramos với Real sẽ hết hạn vào tháng 6 2021, tức là trung vệ người Tây Ban Nha sẽ thoải mái đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào khác trong khi chuyển nhượng mùa đông năm sau. Tuy nhiên Real không có dấu hiệu cho thấy họ muốn nỗ lực giữ chân đội trưởng của mình. Kể gần trắng không mặn mà với Eusach gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với Ramos. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng với một cầu thủ đã 35 tuổi vào năm sau như Ramos, việc ký hợp đồng 2 năm với anh là quá rủi ro. Real không muốn phá vỡ truyền thống gia hạn hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 32 tuổi. Họ chỉ muốn ký hợp đồng từng năm một với cầu thủ. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ thái độ trên của Real Madrid có thể đẩy Ramos đến viễn cảnh rời câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng, thậm chí là rời đi sớm hơn. Các câu lạc bộ Trung Quốc được xem là biến đấu tiềm năng nhất giúp Ramos đảm bảo lợi ích về mặt tài chính. Hè năm ngoái có tin Ramos muốn rời Real Madrid để đến một câu lạc bộ Trung Quốc. Tuy nhiên thương vụ này không thành khi Real đòi mức giá 50 triệu euro. Wang Hao và San Hachip được đồn đoán đã đánh tiếng với Ramos. Họ có thể chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ở mùa giải năm nay dù đã 33 tuổi, Ramos vẫn thể hiện phong độ ổn định khi ra sân tổng cộng 30 trận cho Real Madrid. Anh đã gây ấn tượng khi có 7 pha lập công cho lối vào cột. Điều kiện bắt buộc nếu MU muốn sở hữu Sancho. MU đang rất tự tin cho cuộc đua giành chữ ký của dân đời Sancho của Dortmund. Nhưng điều quan trọng nhất là họ phải giành vé dự Champions League mùa giải 2019-2020. Manchester United đang nỗ lực đàm phán để đưa dân đời Sancho trở lại nước Anh thi đấu, bất chấp phải đối đầu với nhiều câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern Munich hay Man City. Thậm chí có thông tin cho rằng MU sẽ chơi lớn vì Sancho trong hè 2020. Thuận lợi lớn cho MU là Dortmund sẵn sàng để Sancho ra đi trong khi chuyển nhượng mùa hè 2020 nếu đội bóng nào trông đủ 120 triệu bảng.
Đây là số tiền mà đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, MU còn sẵn sàng để Sancho hưởng mức lương hấp dẫn mà không phải đội bóng nào cũng có thể trả. Tuy nhiên, điều cốt lõi trong việc đàm phán để đưa Sancho về Old Trafford là MU phải giành vé dự Champions League ở mùa giải 2020-2021. Hiện tại đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 38 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Chelsea 3 điểm. Ngoài ra, Manchester United còn đang cạnh tranh ở Europa League và đã có mặt ở vòng 1/16. Và rạng sáng ngày hôm qua, Manchester United dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để đối thủ Club Brugge cầm hòa 1-1. Do đó, MU cần phải cố gắng vượt qua đại diện của Bỉ ở trận tái đấu vào cuối tháng này, cũng như vô địch Europa League để đề phòng sảy chân ở Premier League. Lúc này Sancho đang thể hiện phong độ chói sáng trong màn áo Dortmund. Tính đến lúc này của mùa giải 2019-2020, tiền vệ 19 tuổi đã có 16 bàn thắng, 17 pha kiến tạo sau 31 trận trên mọi đấu trường. Sadio Mane, Firmino Salah của Liverpool tập như trâu trên sân tập. Tiền vệ Firmino đã tiết lộ rằng các đồng đội của mình quyết tâm như thế nào ở mùa này khi thừa nhận bộ ba trên hàng công là Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah đều xuất hiện tại phòng tập 1 giờ trước khi buổi tập bắt đầu. Các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang hướng đến danh hiệu Premier League đầu tiên trong lịch sử, đồng thời cũng là chức vô địch Anh sau 30 năm. Sau 26 lượt trận, Liverpool đang duy trì thành tích bất bại, trong đó giành tới 25 chiến thắng. Trong phát biểu mới nhất của mình, tiền vệ Fabinho đã tiết lộ các đồng đội của anh, đặc biệt là tam tấu trên hàng công, quyết tâm như thế nào xuyên suốt mùa giải thăng hoa này. Jordan Henderson và Jamie Miner biết cách truyền động lực và toàn đội tiếp thu nó một cách chuyên nghiệp, Fabinho nói trong một cuộc phỏng vấn. Nhưng đối với tôi, điều đáng kinh ngạc là bộ ba tấn công Mane, Salah và Firmino. Họ không có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng. Mỗi ngày họ đều đến sân tập trước 1 giờ. Họ luôn muốn nhiều hơn nữa, ngôi sao người Brazil nói thêm. Ở mùa giải này, Mane, Salah và Firmino tiếp tục thi đấu vô cùng ăn ý với nhau. Tam tấu này đã có cùng nhau 44 bàn thắng cho Liverpool trên mọi đấu trường. Nếu tính ở sân chơi Premier League, Salah có 14 bàn thắng, trong khi đó Mane có 12 bàn, còn Firmino có 8 bàn. Marco Laforte có nguy cơ lỡ Euro 2020, căng cho Laforte, nguy cho MU. Sau khi kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương lưng của tiền đạo trẻ này nặng hơn dự kiến, nhưng dù sao thì Euro 2020 cũng là chuyện của mùa hè. Trước mắt MU còn phải sống sao khi không có Laforte trong phần còn lại mùa giải. Thông tin Laforte có thể nghỉ thi đấu hết mùa được chính huấn luyện viên Solskjaer xác định trong cuộc họp báo trước trận với Club Brugge. Chúng tôi nghĩ rằng, đúng hơn là hy vọng rằng chấn thương của anh ấy không nghiêm trọng, nhưng Solskjaer nói kết quả kiểm tra cho thấy điều ngược lại, Marcus có thể nghỉ thi đấu thêm vài tháng nữa. Tôi không biết cụ thể bao giờ anh ấy sẽ hồi phục, nhưng nếu anh ấy không thể ra sân trước khi mùa giải kết thúc thì anh ấy sẽ không dự Euro 2020. Laporte bị đau ở lưng trong trận đấu với Wolverhampton ở FA Cup. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị giãn xương eo. Ban đầu các bác sĩ ở MU cho rằng Marcus Laporte sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu tối đa 2 tháng và huấn luyện viên Solskjaer cũng dự đoán là anh có thể trở lại vào cuối tháng 3. Nhưng bây giờ thì ông phải xác định là trong trường hợp xấu nhất, ông sẽ không có được Laporte cho tới hết mùa giải. Anh dính chấn thương đúng là lúc đang thể hiện phong độ ấn tượng nhất khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Trong 8 trận ở Premier League trước chấn thương, Laporte đã ghi tới 7 bàn thắng. Alexandre Gibran vẫn chưa đủ với huấn luyện viên Conte. Tiền vệ Christian Eriksen vừa đóng góp một bàn thắng vào thắng lợi 2-0 của Inter Milan ngay trên sân của Ludogorets tại lượt đi vòng 1/16 Europa League. Tuy Eriksen vừa có bàn thắng lập công đầu tiên trong màu áo Inter Milan, huấn luyện viên Antonio Conte vẫn cho rằng cầu thủ này vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Eriksen mới chuyển từ Tottenham tới Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Ở trận Inter thắng Ludogorets nói trên, anh chính là người mở tỷ số ở phút thứ 71 trước khi tiền đạo Romelu Lukaku ghi thêm một bàn cho đội bóng áo sọc đỏ đen trong thời gian đá bù giờ của trận đấu. Với thắng lợi cách biệt trên sân khách, coi như Inter Milan đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo của Europa League. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Conte đã nói về Eriksen như sau: "Tôi rất vui vì những gì Eriksen đã làm được. Với các cầu thủ, bàn thắng là thứ luôn mang đến cho họ sự tự tin. Điều Eriksen cần làm vào lúc này chỉ là cố gắng làm việc chăm chỉ để cải thiện thể lực và tìm lại phong độ tốt nhất. Đó là những điều cậu ấy từng thể hiện trong áo Tottenham. Tôi nghĩ rằng Eriksen còn có thể làm tốt hơn nữa trong màn trình diễn vừa rồi trước Ludogorets. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng rất hạnh phúc vì biết rằng cậu ấy có thể mang lại nhiều giá trị cho Inter." Huấn luyện viên Conte kết luận. Được biết theo bản hợp đồng của Eriksen đã ký với Inter Milan thì anh sẽ thi đấu cho đại diện Italia trong 4 năm rưỡi. Để có được sự phục vụ của Eriksen, Inter Milan phải trả cầu thủ 28 tuổi người Đan Mạch mức lương 10 triệu euro mỗi mùa.